Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Công an đông như kiến cỏ, quân đội đành lên tiếng. Mới đây, Quốc hội Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của công luận khi một đại biểu Quốc hội phát biểu công khai tại nghị trường góp ý với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rằng quân số của ngành này là quá đông. Xin lỗi đồng chí Bộ trưởng, lực lượng công an quá đông là phát biểu của đại biểu Sùng Thìn Cò thuộc đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang đã nói với người đứng đầu ngành công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, trong một phiên thảo luận liên quan đến lực lượng công an đảm bảo an ninh ở tuyến cơ sở. Đây là hình ảnh đại biểu Sùng Thìn Cò, thiếu tướng quân đội, phó tư lệnh quân khu 2 phát biểu trước Quốc hội. Vào hôm 24 tháng 11 năm 2020, một số nhà phân tích thời sự chính trị Việt Nam từ trong nước và hải ngoại đã trao đổi với đài tiếng nói BBC tại London về ý nghĩa và điều gì có thể rút ra qua phát biểu này. Nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh bình luận như sau. May mắn là dự luật không được Quốc hội chuẩn thuận. Giả sử Quốc hội Việt Nam thông qua dự luật này, công an sẽ có lực lượng khoảng 1,5 triệu người, tức là ước tính 1.000 dân thì có 15 viên chức công an phục vụ. Tôi xin đặt câu hỏi là đất nước Thái Bình sao cần nhiều công an đến như vậy? Sao phải cần hàng mấy trăm tướng lĩnh? Thời chiến tranh Việt Nam với Mỹ, quân đội chính quy của Việt Nam không có số lượng tướng lĩnh và lính nhiều đến thế. Thực vậy, sự gia tăng lực lượng công an thời gian qua phản ánh sự lo ngại của giới chức về vai trò lãnh đạo xã hội của họ. Khuynh hướng công an hóa bộ máy nhà nước đã hình thành và ngày càng diễn ra mạnh hơn trong mấy chục năm qua. Và khi quyền lực quá lớn, hậu quả sẽ như thế nào? Cũng từ Hà Nội, vào hôm 23 tháng 11 năm 2020, cựu thiếu tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh, người từng có nhiều năm làm việc tại Bộ Công an Việt Nam, cũng bày tỏ mong muốn có thêm nhiều tiếng nói mạnh dạn hơn góp ý cho ngành này như sau. Theo tôi, việc một đại biểu Quốc hội nêu chất vấn về ngành công an đông quá rồi, báo chí đăng lên, rõ là một chuyện hiếm có. Xưa nay, mặc định đây là ngành hầu như không được bàn sâu tới những bất hợp lý bên trong của nó, từ khâu đào tạo, tổ chức bộ máy, ngân sách cho tới công tác nghiệp vụ. Trong khi các ngành khác như giáo dục, y tế, nông nghiệp, v.v. thì luôn được xem ra mổ xẻ trên báo chí Quốc hội. Vậy thì làm sao có thể giúp cho nó sửa chữa những bất hợp lý ở bên trong, thậm chí là phải có một cuộc cải cách. Bộ máy bóp chỗ này thì lại phình chỗ kia, hoạt động thì kiến bưng, quyền lực thì quá lớn, v.v. Dễ thấy hậu quả sẽ như thế nào. Mong là cũng từ những chất vấn gần đây của đại biểu Quốc hội với ngành công an sẽ dần dần được nhiều tiếng nói mạnh dạn hơn, giúp cho ngành này giảm bớt tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác. Đây là hình ảnh lực lượng an ninh dày đặc trước cuộc đối thoại của dân Thủ Thiêm với thanh tra chính phủ vào chiều ngày 27 tháng 11 năm 2020. Nhóm an ninh đã mang theo thiết bị phá sóng trong phạm vi 200m xung quanh khu vực đối thoại, khiến người dân không thể livestream, tức là phát hình trực tiếp trên mạng. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân cho rằng phát biểu của đại biểu Quốc hội Việt Nam là chính xác. Tôi thấy rõ ràng là ngành công an đang có nhiều động thái tăng cường quyền lực của mình, như can thiệp vào các quản lý dữ liệu công dân, đề nghị chuyển đổi dạy học lái xe sang cho Bộ Công an và đặc biệt là dự luật xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, nhóm toàn bộ dân phố, dân phòng, công an bán chuyên trách để xây dựng một lực lượng thống nhất với biên chế lên tới 1,5 triệu người. Ngoài ra, hiện nay Bộ Công an còn đang xây dựng cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy, Công an Trung ương với các tỉnh ủy, tỉnh thành để hình thành nên sự thống nhất xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở. Phát biểu của ông đại biểu Sùng Thìn Cò là chính xác, vì tôi luôn có cảm giác ngành công an rất đông. Tôi không có con số thống kê cụ thể, nhưng trước đây chỉ riêng gác một người bất đồng chính kiến như bản thân tôi khi đi ra ngoài cũng cả chục người trong ngày, mà biết bao nhiêu người bị canh gác như vậy. Số lượng lớn và quyền lực chắc chắn cũng theo đó mà to ra. Còn từ Đài Bắc, Đài Loan, luật gia nhà báo Trịnh Hữu Long thì cho rằng phát biểu của đại biểu Quốc hội không phải ngẫu nhiên mà có phát biểu trêu ngành công an như vậy. Chắc chắn là có một sự bất thường ở đây, mà trong quan sát theo dõi thì ngành công an trong mấy chục năm nay đã có xu hướng phình to, có xu hướng ngày càng chiếm lĩnh các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước, có xu hướng lấn sân sang các nhóm lợi ích khác trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà bình luận này nói tiếp như sau. Theo tôi, ông Sùng Thìn Cò không phải ngẫu nhiên mà phát biểu như vậy được. Không có ai tự nhiên mà lại đi trêu ngành công an và lãnh đạo Bộ Công an như vậy cả. Cần lưu ý rằng ông Sùng Thìn Cò là một tướng lĩnh bên quân đội. Phát ngôn của ông ấy tôi cho rằng có thể đại diện cho một nhóm trong quân đội đang cảm thấy bị ngành công an lấn sân quyền lực,
đang cảm thấy quyền lực của họ trong bộ máy chính quyền cũng như trong quản lý xã hội ngày càng ít đi do sự lấn sân của ngành công an và bộ công an. Đó cũng có thể coi là tiếng nói của một nhóm lợi ích, và tôi cho rằng còn nhiều nhóm lợi ích khác nữa trong nội bộ của Đảng Cộng sản và chính quyền mà đang cảm thấy một áp lực ngày càng lớn từ ngành công an và bộ công an rằng ngành này đang lấn sân họ, gây áp lực mà họ phải bị ảnh hưởng thế này thế kia và làm ảnh hưởng tới lợi ích của rất nhiều người. Do đó, các nhóm lợi ích bị thiệt hại hay chịu áp lực lên tiếng như thế là điều hoàn toàn có thể hiểu và dự đoán được. Nhưng đây là một chỉ dấu cho thấy Bộ Công an đã vượt qua làn danh đỏ gây thách thức, phản ứng với khả năng chịu đựng và tính chấp nhận của các nhóm lợi ích từ các nhánh quyền lực khác và buộc nhóm bị ảnh hưởng phải có những phản ứng như phát ngôn trên. Đây là hình ảnh vụ tấn công vào làng Đồng Tâm vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã giết chết người đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình và bắt đi 30 người dân, được thực hiện bởi 3.000 cảnh sát cơ động. Và qua đây cũng không loại trừ khả năng bản thân trong nội bộ của đảng cũng có những lực lượng tiến bộ cảm thấy rằng Việt Nam đang đi theo xu hướng một mô hình nhà nước cảnh sát với quy mô quá lớn, do đó cần phải có những cảnh báo để ngăn chặn. Từ Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Lê Văn Sinh cho rằng khuynh hướng được cho là công an trị ở Việt Nam đang trở nên ngày càng rõ ràng hơn và bàn thử về tương lai xu thế này từ góc nhìn lịch sử. Ông nói, khi một đảng chính trị tự khẳng định nó là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội, thì cũng là lúc đảng chính trị đó tìm mọi biện pháp và cách thức để giữ vững quyền lực tối thượng trong tay mình. Và để giữ vững quyền cai trị của đảng, xu hướng công an trị, an ninh trị, theo tôi là điều tất phải đến. Quan sát bộ máy nhà nước từ phường xã tới cấp cao nhất và sự gia tăng lực lượng ngày càng phình to, cùng nó là sự mở rộng quyền lực của quản lý dân chúng của ngành công an trong mấy chục năm qua, ta dễ dàng nhận ra khuynh hướng công an trị ngày càng rõ hơn. Tuy nhiên, lịch sử cận đại thế giới và loài người cho thấy các quốc gia độc tài, đảng trị mang đến nghèo đói và đau khổ cho dân chúng. Và sớm muộn gì loại nhà nước này cũng sẽ bị đào thải. Và một điều đặt ra là báo động giả về thế lực thù địch. Cựu thiếu tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh cũng đề cập một khía cạnh mà ông quan tâm, ông gọi là báo động giả, mà có thể ngành công an và an ninh Việt Nam đang cho thấy. Chính của báo chí có phát ngôn của nhiều lãnh đạo cho thấy dường như các thế lực thù địch đang hoạt động ghê gớm lắm, mất cái chế độ đến nơi, rồi cứ lúc nào cũng Việt Tân. Trong ngành y, chuẩn bệnh không đúng, dùng thuốc quá liều dễ sinh ngộ độc, bệnh nặng thêm mà chết. Và câu chuyện về an ninh chính trị cũng vậy, đánh giá quá mức mối nguy hiểm của các thế lực thù địch tới độ như báo động giả cũng rất nguy hiểm. Cuộc sống của người dân, của giới trí thức tinh hoa có thể bị kiểm soát quá mức cần thiết, dẫn đến tâm lý bất an, bất mãn, kìm hãm sự phát triển, trí sáng tạo, v.v. Còn những mặt trái sâu xa của lối báo động giả thì không thể kể hết. Cuối cùng là mâu thuẫn ngấm ngầm tích tụ dần dần và khó đo đếm được. Một khi có biến cố thiên tai, bệnh dịch khó kiểm soát và ngoại xâm thì dễ làm bùng nổ xã hội khôn lường. Đây là hình ảnh lực lượng thanh niên xung phong cũng được huy động nhằm đàn áp những người biểu tình chống Trung Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Lê Quốc Quân nghĩ rằng không nên bàn đến chuyện đúng sai với vai trò và vị thế của ngành công an Việt Nam hiện nay, và ông giải thích quan điểm của mình. Tôi cho rằng Việt Nam là mô hình đảng trị. Bộ Công an cũng chỉ được coi là một thanh kiếm để bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng. Để cho thanh kiếm này ngày càng sắc và sự cai trị ngày càng lớn, thì người ta phải tạo điều kiện để người trong ngành có quyền lợi gắn liền với đảng. Có quyền lợi thì sẽ có sự trung thành tuyệt đối. Tôi thấy có một khẩu hiệu trước đây người ta đã đề cập trong ngành công an, đó là còn đảng, còn mình. Và câu đó thật minh nhiên và tài tình hết sức, nói thẳng tưng ra là bảo vệ vị thế của đảng, sự độc quyền lãnh đạo của đảng, như chính là bảo vệ lực lượng công an, không cần gì đến chuyện khác nữa. Kinh nghiệm của tôi thì thấy rất rõ, họ làm việc theo lãnh đạo, chỉ đâu là đánh đó, bảo sao là làm vậy. Trước đây, nhiều lần tôi làm việc với họ đều nói, đó là mệnh lệnh phải tuân thủ tuyệt đối, đừng bàn chuyện đúng sai. Hai lý do của việc phỉnh to bộ máy như thế nào? Luật gia nhà báo Trịnh Hữu Long từ Đài Bắc cho rằng, lý do của việc bộ máy quân số ngành công an Việt Nam bị phình to là có gốc rễ từ các vấn đề về thể chế, và theo ông có hai điểm cần nói về lý do và nguyên nhân. Theo tôi ở đây có lý do về mặt thể chế. Thứ nhất, trong khuynh hướng chung của bộ máy nhà nước phình to thì lý do phình to là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam có tham vọng kiểm soát xã hội Việt Nam ở mức độ quy mô vô cùng rộng lớn mà bao hàm cả ba thị trường xã hội và dân sự và các yếu tố lực lượng nước ngoài.
khi quy mô dân số và các hoạt động trong xã hội lớn lên và gia tăng, thì bộ máy nhà nước cũng lớn lên theo. Và hơn nữa, với cơ chế xin, cho, hối lộ, đút lót để chạy trọt xin việc ở Việt Nam, một người chạy vào cơ quan nhà nước sẽ có nhu cầu thu hồi vốn đã bỏ ra để chạy. Và có một cách thu hồi vốn là trở thành một người đi tuyển mộ cho bộ máy nhà nước và nhận tiền, thì cơ chế đó luôn làm cho bộ máy nhà nước phình thêm ra nữa. Và đó cũng là lý do mà từ lâu nay người ta không thể nào tinh giảm biên chế được. Đây là hình ảnh một cuộc diễn tập chống khủng bố của Công an tỉnh Sơn La. Và với cơ chế và bộ máy kiểu đó, người này vào được thì họ sẽ có nhu cầu tham nhũng và tận dụng từ những người mới vào. Và Bộ Công an, ngành công an cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Nhưng bộ này có địa vị đặc biệt, phân biệt với các ngành và bộ khác. Đó là không chỉ đóng vai trò giữ gìn an ninh trật tự xã hội như ở các nước dân chủ, mà nó còn đóng vai trò hết sức đặc biệt là bảo vệ chế độ nữa. Và khi đảm nhiệm vai trò này càng ngày càng khó khăn trước những thử thách từ sự phản kháng xuất phát từ nhận thức các quyền của người dân ngày càng cao như đã được chứng kiến khoảng 20 năm trở lại đây, vai trò bảo vệ chế độ của Bộ Công an, ngành công an càng lớn hơn nữa, và lớn hơn thì bộ này phải phình to hơn, phải cấp nhiều tiền từ ngân sách hơn, tuyển nhiều nhân sự hơn và mở nhiều cơ quan hơn. Và đó là những lý do khiến bộ máy công an phình ra, và khi họ đã nắm được các quyền lực trong cơ quan nhà nước, họ sẽ không bao giờ muốn từ bỏ, và trái lại, họ lại càng có tham vọng và mong muốn tăng cường và mở rộng quyền lực của chính mình, và cấp nào cũng muốn phát triển bộ máy của mình, và kết quả họ càng cơi nới bộ máy nhân sự ra. Đây là vấn đề của thể chế, cơ chế mà nếu không giải quyết được thì nó sẽ không thể ngăn chặn được quá trình phình to của bộ máy như thế này. Ông Nguyễn Hữu Vinh thì cho rằng cần có sự cải tổ thể chế, chính trị và cả tư tưởng. Đây là hình ảnh Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Theo tôi, đây vẫn là câu hỏi quá lớn mà hễ động tới nó, người ta lại dễ nghĩ tới vai trò của Đảng. Trong lúc vẫn khăng khăng một chính thể mô hình một Đảng như hiện nay, thì việc đầu tiên vẫn là phải mở rộng quyền tự do dân chủ, cởi trói cho tư tưởng, tinh thần của dân như đã từng làm từ 30 năm trước, rồi lại vội trói trở lại. Và vai trò của ngành công an ở đây quan trọng nhất. Từ đó sẽ có được trên dưới một lòng thực sự hơn, được rất nhiều thuận lợi để có những điều chỉnh hợp lý, thể chế chính trị, kinh tế và pháp luật. Nếu cứ quá tin vào những lối báo động giả như nói ở trên, luôn trong tâm trạng bất an, sợ các thế lực thù địch ở đâu đó vùng lên lật đổ, rồi siết chặt thêm quản lý xã hội, thì tất cả cùng dẫn nhau vào con đường bế tắc mà thôi. Còn ông Lê Văn Sinh cũng chia sẻ quan điểm về cải cách đi từ gốc rễ của vấn đề như sau. Tôi cho rằng vấn đề gốc rễ của xã hội Việt Nam ngày hôm nay là cải cách thể chế chính trị. Một khi Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận các lực lượng xã hội khác chính kiến với họ được tham dự công việc xây dựng đất nước, thì sẽ không có bất kỳ một sự thay đổi theo hướng tích cực nào hết. Ông Lê Quốc Quân thì cho rằng để cải tổ đúng hướng, ngành công an Việt Nam trong tương lai cần trung lập và thượng tôn pháp luật. Tôi nghĩ cần phải có cái tự do dân chủ, xa nữa là ta phải đa nguyên đa đảng. Không một nhà nước nào mà không có công an, an ninh, cho nên nó vẫn luôn cần thiết. Tuy nhiên, để ngành công an chỉ có một mục tiêu là bảo vệ an ninh, bảo vệ nhân dân mà không phải là còn đảng, còn mình, thì ngành này sẽ phải làm việc trung lập và chỉ tuân theo pháp luật mà thôi. Và khi có luật của các tổ chức đảng phái, luật của ngành công an cụ thể, thì quyền lực không bị lợi dụng, không để tự tiện phỉnh to hay thu nhỏ, mà do nhu cầu của đất nước. Tự do báo chí cũng vô cùng quan trọng, vì khi đó báo chí và người dân sẽ giám sát được quyền lực trong xã hội, bao gồm cả ngành công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020 với bản tin Công an đông như kiến cỏ, quân đội đành lên tiếng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.